Vào hôm 12 tháng 6 vừa qua, công ty SAX Moto Việt Nam SMV đã tổ chức buổi ra mắt thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. SMV là công ty con trực thuộc tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải, Saic Moto của Trung Quốc. Theo công bố của SMV, kể từ ngày 1 tháng 7, công ty này sẽ là đại diện chính thức điều hành và phân phối độc quyền ô tô mang thương hiệu MG tại Việt Nam, thay cho tan trong mô tô. Trong sự kiện ra mắt thị trường Việt Nam, ông Thắng, giám đốc kinh doanh và marketing của SMV, đã hé lộ hãng sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều dòng ô tô MG khác về Việt Nam, với khoảng giá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, có cả mẫu xe với tầm giá chỉ 300 triệu. Hiện đại diện SMV chưa công bố danh tính của mẫu xe MG giá rẻ kể trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này, chính là MG K-MF ô tô điện cỡ nhỏ đã ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 4 năm nay. Trong thời gian tới, thị trường Việt Nam sẽ đón nhận 3 mẫu ô tô điện cỡ nhỏ. Thuộc phân khúc mini car, đó là Hu Hongguang Mini F, Vinfast VF3 và Zido A01. Do đó, rất có thể MG cũng muốn tham gia vào phân khúc còn khá mới mẻ này ở Việt Nam. MG Car mất F trên thực tế chính là phiên bản đổi tên của mẫu ô tô điện Hu Linh EF hiện đang được bán tại thị trường Trung Quốc và Indonesia. Điều này không có gì lạ vì cả hai thương hiệu MG và Hu Linh đều trực thuộc tập đoàn SAIC Motor. Ngoài tên gọi và logo. MGK mất F không có gì khác biệt so với Huling EF. Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này cũng có kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 2.974mm, chiều rộng 1.505mm, chiều cao 1.640mm và chiều dài cơ sở 2.010mm. So với VinFast VF3, MGK mất ép ngắn hơn 140mm, hẹp hơn 168mm và cao hơn 73mm. Tương tự Huling EF, mẫu ô tô điện mang thương hiệu MG cũng sở hữu thiết kế ngoại thất theo phong cách cây ca của Nhật Bản, với chiều cao nổi bật. Xe được trang bị dài đèn LED nằm vắt ngang đầu xe có tên Extended Horizon. Dài đèn này đối với nẹp mạ chrome kéo dài đến ốp gương chiếu hậu. Ngay phía dưới dài đèn là cổng sạc với nắp tích hợp logo có thể phát sáng của thương hiệu MG. Ngoài ra, Camus F còn có cụm đèn pha nằm dọc với hai bóng nằm trong hốc màu đen bóng. Trong khi đó, trên cản trước của xe xuất hiện hốc gió, trung tâm hình chữ nhật và hai đèn báo rẽ khác với Vinfast VF3, MGK mất f chỉ có hai cửa bên sườn và một cửa cốp phía sau. Vành la-zăng của mẫu ô tô Trung Quốc này có đường kính chỉ 12 inch, trong khi Vinfast VF3 dùng mâm hợp kim 16 inch. Thêm vào đó là thiết kế cửa sổ bất đối xứng với cửa sổ sau đặt dọc lạ mắt. Ở phía sau, cũng có dải đèn nằm vắt ngang Extended Horizon tương tự khu vực đầu xe. Bên dưới dải đèn này là logo của hãng MG và tem chữ nổi K -mất. Ở hai góc đuôi xe là cụm đèn hậu với thiết kế hai tầng giống hệt đèn pha. Với kích thước nhỏ, MGK mất ép chỉ được trang bị nội thất bốn chỗ ngồi. Tuy là xe giá rẻ nhưng mẫu ô tô điện này vẫn có những trang bị, như bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai cùng có kích thước 10.25 in. Hàng ghế trước của xe có tính năng ngập một chạm trong khi hàng ghế sau gập 50-50. Ở giữa hai ghế trước là núm xoay chuyển số và phanh tay chỉnh cơ. Chưa hết. MGK mất ép còn có tính năng kết nối Android Auto Apple CarPlay không dây, điều hòa chỉnh tay, chìa khóa thông minh, vô lăng tích hợp phím chức năng, 3 cổng USB và hơn 55 tính năng kết nối. Không có gì bất ngờ khi trang bị an toàn của mẫu xe này, khá cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi và hai túi khí trước. Tại thị trường Ấn Độ, MGK mất ép được trang bị motor điện mạnh 42 mã lực và 110 Newton mét hộp số tự động một cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Pin của xe có dung lượng 17 kW với tiêu chuẩn chống nước và chống bụi. Nhờ đó, mẫu ô tô điện giá rẻ này có thể di chuyển quãng đường 230 km sau khi sạc theo chu trình thử nghiệm tại Ấn Độ. Xe đi kèm bộ sạc 3.3 kW nên mất 7 tiếng đồng hồ mới sạc đầy pin. Tại thị trường Ấn Độ, MGK mất F có giá khởi điểm chỉ từ 227 triệu. Xe